Yo, hello các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần vận dụng cao ha. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem là hôm trước đã phần 2 đã sửa tới câu mấy rồi ha. Tại vì thầy sửa 3 phần rồi. Bây giờ phải kiểm tra lại xem là phần 2 thì mình sửa tới câu mấy. Câu 23. Xong rồi. 23, phần 2 là 23 xong. À, vậy thì chúng ta đưa qua câu 24 được rồi. 24, đọc đề câu 24 đi kìa. Câu 4 này là một câu về quỹ đạo electron rất là nền tảng. Và nếu như mà mình muốn đạt điểm cao thì mình phải làm được những câu này. Và những câu này là những câu thuộc cái dạng mà nó là nền tảng căn bản, cho nên hầu như 99,99% là nó sẽ ra thi. À, chỉ là nó sẽ ra thi dạng như thế nào thôi. Chứ còn nó sẽ có trong phòng thi á, thì em phải làm được những câu như thế này thì mới có thể đạt điểm cao được. Nếu mà 8,5 đổ lại thì không sao. Nhưng mà em mà có mục tiêu 8,75 trở lên đó, thì việc giải từ những câu này là một cái điều vô cùng cần thiết ha. Rồi bây giờ để thầy đọc đề câu 24, thầy xử nó giùm các em coi. 24 này, đề bài nói rằng là khi electron ở quỹ đạo dừng n thì nguyên tử được tính theo là E bằng A chia n bình. Electron chuyển động lên quỹ đạo thứ n khi chuyển về trạng thái cơ bản thì phát ra lambda 1 và có bước sóng dài nhất là lambda. À, và photon bước sóng nhất là lambda 2 bằng 135/7 lambda 1. Khi đi từ M về L thì phát ra bước sóng bạc. Vậy bài này nó sẽ có hai quá trình. Quá trình thứ nhất là kích thích lên rồi di chuyển trở về. Đó, ở cái giai đoạn 1, rồi giai đoạn 2 là từ M về L, thì cái giải quyết cái giai đoạn 1 là quan trọng nhất. Còn sau đó giai đoạn 2 thì nó dễ rồi ha. Vậy giờ giải quyết giai đoạn 1 như thế nào đây? Mình sẽ có nè. Nguyên tử bị kích thích, electron chuyển động lên quỹ đạo n. Đó. Khi chuyển về trạng thái cơ bản thì nguyên tử phát photon có bước sóng là lambda 1 và bước sóng dài nhất là lambda 2 bằng 135 lambda 1. Rồi, vậy ở đây ha, đây là trạng thái cơ bản nè. K. Rồi, trạng thái hai là L. Rồi, cứ thế MnOpQ đi lên. Đó, vậy tại đây là trạng thái N-1 đi. Và đây là trạng thái N mà đề bài nói nè. Được không? Thì khi mà nó được kích thích từ trạng thái lên cơ bản lên trạng thái N, thì khi lên được tới đây, đúng không em? Nó đang ở dưới này, nó lên được tới đây, lên được trạng thái N. À, số thứ tự 1, 2, rồi N chữ 1 ha. Lên được tới đây. Khi mà nó lên được tới đây thì điều gì xảy ra? Nó lên được tới đây. Khi nó chuyển về trạng thái cơ bản thì phát ra bước sóng ngắn nhất là lambda 1. À, vậy thì khi mà nó di chuyển từ đây về nè. Di chuyển từ đây về. Đấy, thì nó phát ra bước sóng là lambda 1. Đây là bước sóng ngắn nhất, tức là năng lượng lớn nhất, tại vì đi từ tuốt trên này xuống tuốt dưới này nè em. Được chưa? Và chúng ta sẽ có là di chuyển từ đây nữa và bước sóng dài nhất. Được rồi, bước sóng dài nhất là lambda 2. Bước sóng dài nhất là năng lượng thấp nhất, thì di chuyển từ n về n trừ 1 là năng lượng nó sẽ là thấp nhất nè. Đó, thì bước sóng nó sẽ là dài nhất nè, và lúc đó nó tương ứng với lại là lambda 2. Được mà. Vậy thì chúng ta có công thức ở đây là gì? Ví dụ như n1 đi, sẽ bằng là N trừ E1. Đồng thời E này cũng bằng là HC chia lambda từ N về 1, đúng không? Thì là HC chia lambda 1 bằng là A chia cho N bình trừ cho A chia cho 1 bình. Được không? Chào Phan Thị Lộc nha. Nay dạy mấy bài khó đấy. À, vậy thì thầy sẽ có đây là E1, được chưa? Rồi, thầy tiếp tục có nè. E2 sẽ là gì? N về lambda 2 sẽ là E2 sẽ là E N về E N trừ 1, được không em? Đấy, nó sẽ bằng là E N trừ cho E của N trừ 1. Rồi, vậy chỗ này nó sẽ là HC chia lambda 2 bằng E N là A bình chia n bình trừ cho n trừ 1 là a bình chia n trừ 1.
tất cả bình domain. Khi mà mình có được cái biểu thức này thì gần như là bài toán gần xong rồi ha. Giờ lập tỷ số thôi, đây là phương trình số 1. Đây là phương trình số 2, ta lập tỷ số làm từ từ nha. 1 chia 2. 1 chia 2 thầy sẽ được gì ở đây? 1 chia 2 thầy sẽ được là HC chia 551 chia cho HC chia lambda 2, HC đơn giản đi lambda 2 chia lambda 1. Nghịch đảo lên đó. Sẽ bằng chỗ này là A chia cho N trừ 1 trừ cho A chia N cho 1 bình. A chia N trừ 1. A chia N bình trừ cho A chia cho 1 bình. Tất cả chia cho A chia N bình trừ cho A chia cho N trừ 1 bình. Đấy, rồi cái bình phương này bỏ đi ha. Được chưa? Rồi vậy thì chúng ta sẽ thấy là A với A đơn giản hết đi. Đó, chúng ta chỉ còn một số liệu thôi. Và chúng ta sẽ có được là chỗ này là lambda 2 chia lambda 1 nè. Nó là chào gia âm. Lambda 2 chia lambda 1 theo đề bài này nói thì nó sẽ là 135/7 nè. 135/7. Viết gọn gọn là cho dễ nhìn ha, anh chị nói là 1 chia n bình. Chỗ này là 1 chia 1. Chỗ này là 1 chia n bình. Chỗ này là 1 chia n trừ 1 bình. Viết lại nè. 1 chia n bình trừ 1 chia 1 chia n bình trừ cho 1 chia n trừ 1 bình. Rồi chỗ này bấm máy thôi. Ship solve phát ra được n luôn à. Rồi để thầy làm từ từ cho các em xem ha. Rồi, làm không ra thì xem đi để thầy giải thích coi. 135/7 bằng rồi, phân số nè, 1 chia x bình trừ 1, bên dưới sẽ là 1 chia x bình trừ 1 chia x trừ 1 bình, shift solve for x 4, thấy không, x bằng 4 nè, được chưa? Vậy thì thầy sẽ ra được ở đây là n bằng 4. N bằng 4 rồi thì có ý nghĩa gì em? Bây giờ đề bài hỏi gì mới là vấn đề, mình tìm được n bằng 4 rồi đó. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bước sóng bằng bao nhiêu lần lambda 1? Đúng không? Đó, vậy lambda 1 là lambda 1 là đi từ 4 về 1. Suy ra là lambda 1 bằng lambda 41. Đấy, mình có được cái lambda 1 bằng lambda 41 nào. Rồi bây giờ lập tỷ số tiếp nha. Bây giờ đi từ M về L, K, L rồi tới M. Đi từ M về L thì có nghĩa là đi từ 3 về 2 chứ còn cái gì nữa. Đúng không? Vậy thì chỗ này mình gọi nó là lambda 3 bằng lambda 32 ha. Chúng ta sẽ có gì đây? E của 32 sẽ bằng là A chia cho 3 bình trừ cho A chia cho 2 bình. Được không em? Chỗ này E 32 chính là HC chia lambda 32. Được không? Lambda 32 mình gọi nó là lambda 3 thôi hả? Đấy. Bằng A chia 3 bình trừ A chia 2 bình. Đây là phương trình số 1, số 2, giờ này số 3 đi ha. Số 3. Rồi, chúng ta lại có nè. Lại có. Bây giờ lambda 1 thì nó sẽ là 41, mình biết rồi. E 41 sẽ bằng là A chia 4 bình trừ cho A chia 1 bình. Được không? Và E 41 này chính là HC chia lambda 1. Đề bài đang coi lambda 3 bằng bao nhiêu lambda 1, đúng không? Đó, đây là 3 nè, đây là 4 nè. Rồi giờ lập tỷ số thôi. Lấy 4 chia 3. 4 chia 3 ha. 4 chia 3 thì nó ra thẳng luôn á. 4 chia 3 thì thầy sẽ có gì đây? HC chia lambda 1 chia cho HC chia lambda 3 bằng 4 này sẽ là A chia 4 bình trừ A chia 1 bình, tất cả chia cho A
chia 3 bình trừ A chia 2 bình. A đơn giản hết thấy chưa? HC đơn giản luôn thấy chưa? Vậy thì sẽ được là 5 đa 3 chia 5 đa 1, mình đảo lên đó sẽ bằng chỗ này còn lại 1 chia 4 bình trừ 1 chia dưới là 1 chia 3 bình trừ 1 chia 2 bình. Không thể dễ hơn. Được không em? Rồi, giờ mình bấm máy thôi. 1 chia 4 bình trừ 1 chia cho bên dưới là 1 chia 3 bình trừ 1 chia 2 bình 27/4. Lambda 3 chia lambda 1 bằng 27/4 nghĩa là lambda 3 bằng 2 phần, đúng rồi Vương Tuấn Phát, bằng 27/4 lambda 1. Ok hả các em ha? 27/4. Chào học học Nguyễn nha. 27/4 thì chúng ta chọn được đáp án là câu B. Được không em? B. Không thể dễ hơn. Đấy, bài toán rất căn bản, nền tảng. Nhờ biến đổi cũng hơi cần một chút tư duy ha. Không dành cho mấy bạn học lực nó hơi chậm một chút, được chưa? Rồi, sau 24 chúng ta qua câu 25 nè các em. Rồi, thầy sửa 25 nha. Dạ, giỏi đó. Dây đàn hồi 32m đầu A cố định đầu B đối với nguồn 4 điểm MNPQ trên dây lần lượt cách đều nhau khi dây duỗi thẳng. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng hai đầu cố định thì quan sát thấy 4 điểm MNPQ dao động với biên độ bằng nhau và bằng 5cm. Đồng thời trong khoảng A giữa M và A không có bụng hay nút. Tỷ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa M và Q khi dây dao động là. Rồi ok. Đây là dây hai đầu AB cố định 25 ha. Hai đầu AB cố định. Trong đề chuyện gì đúng không? Vậy để thầy sửa lại cho em cái nữa nha. Rồi, hai đầu AB. Rồi sao nữa? Bốn điểm MNPQ lần lượt cách đều nhau khi dây duỗi thẳng MA bằng QB. MA bằng Q. M với Q nằm ngoài cùng ha. Rồi, vậy thì cái bài này nó sẽ là có hai bó như thế này. Chắc chắn nó có hai bó luôn ha. Đó, tại vì những cái điểm này, những điểm mà cách đều, được chưa, cùng biên độ bằng nhau, bốn điểm này vừa cách đều nhưng vừa biên độ bằng nhau thì nó sẽ có những tình huống sau đây. Thứ nhất, nó là hai biên nhưng mà trong bài này thì MNPQ không phải là biên. Thứ hai, nó là những nút mà trong khi những thằng này nút thì bằng không, những thằng này thì không phải là bằng không, cho nên nó không phải là nút, không phải là bụng, được không? Mà MNPQ là vị trí bốn điểm này nè. Đó, 4 điểm M N P Q nó là điểm mà tại đó U 0 biên độ bằng là U bụng chia căn 2 và khoảng cách tụi nó cách nhau là lambda chia 4. Đây là trường hợp đặc biệt nha em. Những điểm mà có biên độ bằng bụng chia căn 2 và cách đều nhau lambda chia 4 thì những điểm này vừa cùng biên độ mà vừa cách đều nhau, được không? Và MNPQ chính là bốn điểm này. AM, MA đây, N đây, P đây, Q đây. Đó, đây là B, được chưa? Và nó sẽ dao động như thế này. Nó sẽ dao động như thế này. Rồi, tiếp tục nào. Vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là để coi có gì hay ha. Hai thằng này AB dài hai đầu 32cm mà MNPQ là bốn điểm này và đồng thời MA là với BQ là sát ngoài cùng rồi, cho nên để mà đạt được cái điều này thì suy ra là D khoảng cách AB á nó bằng luôn với bước sóng lambda, được chưa, bằng 32 cm. Đây là suy luận đầu tiên của thầy nè. Suy luận thứ hai là gì? Và dao động với biên độ bằng nhau và bằng 5 cm. Những thằng này nó có biên độ là 5 cm. Giả sử mà nó thằng này hai thằng này đi xuống
thì hai này nó sẽ ngược lại đi lên em ha, tại vì hai cái nằm ở hai nút, hai cái bó kế nhau thì luôn ngược chiều nhau, được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có luôn là UM bằng UN bằng UP bằng UQ bằng 5 cm. Tỷ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa M và Q là tỷ số khoảng cách giữa M và Q. Vậy thì chúng ta hình dung như thế này, M và Q nó sẽ dao động lên xuống, dao động lên xuống, được không em? Vậy thì khoảng cách lớn nhất của nó là bao nhiêu và khoảng cách nhỏ nhất của M và Q khi nó dây dao động là bao nhiêu? Vậy em thấy nào, nếu như mà M mà nó nằm ở cái vị trí mà trên cùng này lên tới biên này thì ngay khi đó Q ngược pha với nó sẽ là nằm ngay biên này, thì từ đây qua đây là hai thằng đang ở biên là xa nhau nhất rồi, nó sẽ là đường chéo như này ha. Còn gần nhau nhất là ở đâu? Gần nhau nhất là khi mà nó nằm trên trục như này đó. Vậy thì thầy gọi cái gần nhau nhất này là L. Đây, nó nằm trên một trục như vậy thầy gọi nó là L min ha. Vậy em sẽ dễ dàng nhìn thấy L min bằng, L min bằng gì các em? Nè, từ đây qua đây là 1 lambda chia 4, đây qua đây là 1 lambda chia 4, đây qua đây là 1 lambda chia 4, vậy chỗ này là 3 lambda chia 4. L min sẽ bằng là 3 lambda chia 4. Vậy thì nó sẽ bằng là 24 cm. Được không? Đó là L min. Còn L max thì sao? L max là cái chiều dài mà lớn nhất của nó. Vậy em nhìn khi thằng này đi lên tới đỉnh này thì thằng này đi xuống đỉnh này. Vậy có nghĩa là nó đang cách rất là xa nhau. Nào em nhìn kỹ nè, khoảng cách này xa ha. Nếu nó dịch chuyển về đây thì lúc là khoảng cách nó bớt chéo đi, nên nó gần lại. Đây thì nó là nhỏ nhất, ở đây nó lại tăng lên, ra biên nó lại lớn nhất. Vậy thì khoảng cách của nó khi mà hai thằng nó ở biên là khoảng cách lớn nhất, em thấy không? Đấy, khoảng cách này là lớn nhất này. Khoảng cách này là lớn nhất này. Và khoảng cách này thầy gọi nó là L max. L max ha. Vậy L max tính sao em? L max tính bằng cái khoảng D này ngang qua này cộng với cái biên độ của nó. Biên độ của thằng này là nhiêu? Em nhìn kỹ nè, L max ha. Ở chỗ này là nó là cái khoảng cách này nha, cộng với cái khoảng cách này nữa. Đấy, lúc này thằng này là đang nhô lên đây là 5, thằng này đang vô xuống dưới là 5. Đấy, vậy chỗ này nó là 2 nhân 5 bằng 10. Đấy, vậy thì L max sẽ bằng là bằng, đây là đường chéo nè, em thấy không? Đây là cạnh góc vuông nè, và cái cạnh này thì nó bằng cạnh L min ha. Cạnh này thì nó là 10 ha, bằng là căn bậc 2 của L min bình cộng 2 lần U 0 bình. Đấy. Và biên độ ở đây nó là 10. Thì bằng là căn bậc 2 của 24 bình cộng cho 10 bình. Được không em? 24 bình cộng 10 bình, vậy em ra là 26. Nếu vậy tới đây thì chúng ta xong rồi. Tỷ số của nó, tỷ số của mắt, khoảng cách mắt chia khoảng cách min sẽ bằng là 26 phần 24, tức là 13 phần 12. 13 phần 12 thì chúng ta sẽ có đáp án là câu nào các em? Câu C. Đấy, bạn nào giải được những câu này là giỏi ha. 26, chúng ta có gì đây? Ở mặt nước tại hai điểm AB cách nhau 12 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng biên độ cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bức sóng là 3 cm trong vùng giao thoa. M là một điểm trên mặt nước thông mảng MA vuông góc AB. M dao động cực đại cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách cực đại từ M đến A bằng. AB cách nhau 12 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng biên độ cùng pha theo phương thẳng đứng có bức sóng là 3 AB bằng 12 nè. Bức sóng là 3 cm nè. M là một điểm mặt nước thỏa mảng MA vuông góc AB. MA vuông góc AB, vẽ AB ra trước ha. A nè, B nè. Rồi, đây là đường chung trực nè. MA vuông góc AB. M nằm đây. M dao động cực đại và cùng pha với hai nguồn. M cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách cực đại từ M đến A bằng khoảng cách cực đại từ M đến A. M phải là lớn nhất ha. M AM
lớn nhất. Rồi chúng ta sẽ có MB là D2, MA là D1, D2. Được không? Khoảng cách cực đại từ M đến A bằng. Vậy thì chúng ta sẽ có dữ kiện đây là M cực đại và cùng pha nguồn. Do đó chúng ta sẽ có hai cái dữ kiện sau. Thứ nhất, D2 trừ D1 bằng K lambda. Và thứ hai, D2 cộng D1 nó phải là bằng bằng K phẩy lambda với cái này nó phải lớn hoặc bằng AB. AB là 12 á, lớn hoặc bằng 12. Tức là lớn hơn bằng 4 lambda. Đúng không em? Lambda là 3 nè. Em thấy không? AB chia lambda là mấy? AB chia lambda bằng là 12 chia 3 là bằng 4. Suy ra là AB bằng 4 lambda. Đúng không em? AB 4 lambda. Thì cái D2 cộng D1 nè, D1 nè, D2 nè. Nó là hai cạnh mà của tam một tam giác mà, cho nên nó phải lớn hơn bằng AB. Lớn hơn bằng 4 lambda. Rồi. Và em nhớ điều kiện là gì? Điều kiện là K và K phẩy cùng chẵn hoặc là cùng lẻ. Đấy, cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Thôi, Gia Ân làm giỏi ta. Rồi ha, ok. Vậy thì với bài này, bây giờ mình sẽ có được là hai thằng nó là cùng chẵn hoặc cùng lẻ, và mình sẽ nhận định là M cực đại cùng pha với nguồn thì nó sẽ nằm trên một cái đường elip nhận hai cái nguồn này làm tiêu điểm. Mà ở đây thầy sẽ giải nhanh như thế này ha, nhanh thì cũng không nhanh, tạm thời thầy chưa giải ra tìm được cái cách giải nhanh hơn, cho nên thầy sẽ chia sẻ cái cách mà thầy đang làm như thế này. Rồi có bạn nào mà có cách giải nhanh hơn thì chia sẻ với thầy ha. Đầu tiên là thầy sẽ có là đây là cục K nè, đây cục K phẩy nè, và đây là cột D1 nè, đây cột D2 nè, được không? Vậy thì với K nhớ rằng là thằng này nó đang là nằm trên elip nhận nhận AB làm tiêu điểm, thì cái K phẩy này chính là cái thứ tự, số thứ tự của elip nè. Cho nên nếu như mà K phẩy lambda lớn hơn bằng 4 lambda, có nghĩa là K phẩy bằng 4 được, K phẩy bằng 5 được ha. Nhưng mà để coi 4, biết rằng K với K phẩy phải là cùng cùng gì em? Cùng K với K phẩy phải là cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Vậy thì nếu mà K phẩy là 4 thì K bắt buộc phải là 2. Được không em? Mà không thể nào là 4 4 hai khác nhau mà. K thì không thể lớn hơn K phẩy được, được chưa? Cho nên nó chỉ là như vậy thôi, 2 4 trường hợp duy nhất. Nếu mà K phẩy là 5 lớn hơn bằng 4 lambda là được, thì là 5 lambda thì sao? 5 lambda thì chỗ này nó sẽ là K1 bằng 1 hoặc là 5 K1 bằng 3, được không em? Còn không thì là 7. K phải bằng 7 nè, K phải bằng 7 thì chỗ này là 1 7 3 7 và 5 7. Đấy, giờ mình thử các trường hợp này, thấy trường hợp nào mà D mà nó lớn nhất thì mình nhận. Đó là cách làm của thầy ha. Bây giờ bấm máy chỗ này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ có A chỗ này là 1, B là -1, C là gì? C là chỗ này mình C là cái này nè, mình chọn là K bằng 2 nè, K phải bằng 4 nè, đúng không? C sẽ là 2. Rồi chỗ này bên dưới A là 1, B là 1, C là mấy? 4. Đấy. Rồi bấm ra. Vậy thì sẽ có x bằng 3, y bằng 1. Chỗ này nó ra 3 nè. 3 là 3 lambda. Hiểu không em? 3 lambda thì tính ra nó là nhiêu ta? 3 lambda. Chỗ này là lambda nha, tất cả đều có lambda nhân vào á. Ba lambda mà lambda bằng là 3 cm. Vậy 3 lambda chỗ này sẽ bằng là 9. 9 ha em ha. 9, D1 bằng 9. Rồi, D2 bằng 1. Cái đó mình không quan tâm. 1 lambda là 3 đó. Rồi. Bây giờ thì xét tiếp. Nếu mà 2 4 rồi chưa? Giờ 2 4 xong rồi tới 1 5 thì sao? Chỗ này sẽ là 5. Chỗ này sẽ là 1. Đấy.
Đây, chỗ này phải là 5 nè. Rồi x sẽ bằng 3 là nhân 3 lên vẫn là 9. Y là 2 nhân 3 lên là 6. Được không em? Rồi, giờ D1 chính 9 nè. Rồi giờ 3 năm thì sao? 3 năm thì chỗ này là 5. Chỗ này là 3. X bằng 4 lambda là 12. Y bằng là 1 là 3. Được không? 12 trừ 3 bằng là 9. Ok. Rồi bây giờ 17 nè, 17. Tất nhiên tới đây là thấy cái này lớn nhất rồi nè em, nhưng mà thầy tí thử tiếp coi làm sao. Rồi chỗ này nó phải là D2, chỗ này D1 là kiểm tra lại nha. Giờ chỗ này là 3 lambda là thành là 3 lambda thành là 9 nè. Đấy, thì cái chỗ này thằng thằng D1 ở đây nó là lớn nhất nè em. D1 ở đây lớn nhất bằng 9 nè. Cái này không được ha, cái này không được. Chỉ có cái này thôi ha. Đó, vậy là k bằng 3, k2 bằng k phẩy bằng 5 là thỏa mãn nè. 17 là không thỏa mãn em ha, nó đã xa quá rồi. Được chưa? Bỏ phần này đi. Vậy nếu mà trên này là D2 nè, dưới này D1 nè. Vậy D2 là 12 thì D1 là 9. Vậy thì mình thấy cái k bằng 3, k phẩy bằng 5 là thỏa mãn ha. 12 với 9 về D1 bằng 9, đáp án là câu C. 27 đề bài nói rằng lấy một tờ giấy mới. Lấy một tờ giấy mới. Điện áp U bằng U0 cos omega T, hai đầu AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa R, MN chứa C và NB chứa cuộn cảm và điện trở R, và vẽ hình từ từ nè. AM chứa R, MN chứa C và NB chứa cuộn cảm có độ tự cảm R nhỏ, R, C, R nhỏ, L. Đây là A, đây là M, đây là N, đây là B. Nếu giờ em B kéo sợi chiều lý tưởng mắc nối tiếp sang giữa giữa mạch thì số chỉ mình kéo hàm 65. Nếu mắc song song vào hai điểm AM thì nó sẽ là 3,64. Rồi nhìn kỹ ha. Nếu mà mắc cái em B kế vào giữa mạch có nghĩa là mắc đại chỗ nào á, anh kêu bắt đây đi, thì cái này y toàn mạch sẽ bằng là 2,65 ampe. Được chưa? Rồi đề bài nói gì đi? Nếu mắc song song vào hai điểm AM, mắc song song vào đây. Đấy. Thì nếu mà mắc song song vào đây thì dòng điện nó sẽ đi qua ampe rồi nó đi về bên này. Lúc đó nó sẽ không có R. Ha, không có R. Vậy cái y đầu tiên thầy gọi nó là y toàn mạch ha, để yên. Còn y thứ hai sẽ là y của R nhỏ LC, bởi vì nó không có R trong đó thì nó bằng là 3,64. Được không? Rồi. Nếu mắc song song vào hai điểm MN, mắc song song vào hai điểm MN. Đấy, thì nó sẽ không đi qua MN, vậy thì lúc này mạch còn là R lớn R nhỏ L. Y R lớn R nhỏ L nó bằng là 1,68. Hỏi mắc song song và hai điểm AN thì số chỉ gần bằng cái chỉ nào sau đây? Mắc song song vào AN, mắc song song vào AN thì cả R và C đều mất. Mắc song song vào AN nó hỏi là số chỉ âm ba kế, hỏi y mắc song song vào đây thì chỉ còn lại y R nhỏ L bằng bao nhiêu. Đấy, bài toán nó hỏi rõ ràng là như thế. Vậy thì với bài toán này mình sẽ làm như thế nào ta? Trong trường hợp đầu tiên ha, trường hợp đầu tiên là toàn mạch nè, mình sẽ có được trường hợp đầu tiên z toàn mạch bằng là u chia cho y toàn mạch là 2,65. Z toàn mạch thì bằng gì em? Z toàn mạch sẽ bằng là căn bậc 2, bình phương lên dở cho mất căn đi ha, thì nó sẽ là mạch này có R lớn R nhỏ LC, R lớn cộng R nhỏ tất cả bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình bằng U bình chia 2,65. Chưa biết được gì không, nhưng mà đây là phương trình số 1 để đó. Tiếp tục bây giờ tới IRLC nè. Đó, vẫn là cái hiệu điện thế đó, chỉ là cái mạch điện bây giờ nó thay đổi đi, mất cái R lớn. Vậy thì chỗ này mình sẽ có được là mất Z của R nhỏ LC bằng là
u tuần mạch chia cho 3,64, đúng không? 3,64. Vậy chỗ này thầy suy ra được đó là R nhỏ bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình bằng u bình chia 3,64. Đây là phương trình số 2. Chưa biết có được gì không? Cứ để đó. À, giải hết các dữ kiện của nó đã ra rồi tính tiếp ha. Phương trình số 3 là gì? Y R nhỏ lớn, R nhỏ L. Tại vì mình sẽ có là Z của R lớn, R nhỏ L sẽ bằng là U chia cho 1,68. Vậy thì ở đây thầy sẽ được là R lớn cộng R nhỏ tất cả bình cộng cho ZL bình bằng U bình chia cho 1,68 bình. Đây là phương trình số 3. Được không em? Hey, bài này nó sẽ hơi khoai khoai một tí ha. Giờ mình làm sao với phương trình 1, 2, 3 này, mình phải ra được cái gì đó. À, 2,65 bình. Rồi ok, cảm ơn Phan Thị Lập nha. 1, 2, 3 này mình phải ra cái gì đó. Thì lúc đó mình mới chơi tiếp được. Đúng không? Bây giờ đề bài hỏi gì? Y, R là nhỏ, L là bao nhiêu? Thì chúng ta có phương trình số 4 nè. Y, R nhỏ, L sẽ bằng là U chia cho căn bậc 2 của R nhỏ bình cộng ZL bình. Được không em? Vậy thì mình đang cần phải tìm cái R nhỏ và ZL nè. R nhỏ và ZL thì tìm được là xong ha. R nhỏ bình và ZL bình là bao nhiêu? À, vậy thì mình phải làm sao để mà tìm ra được cái biểu thức nào đó mà có R nhỏ và ZL bình. Được không em? À, vậy thì em nhìn vô cái chỗ này. Em thấy phương trình 2 nó có R nhỏ bình. Phương trình 3 nó có ZL bình. Đấy. 2 với 3 này nó phải có cái gì đó. Đúng không? Giờ làm sao mình xử lý làm sao để mà 2 với 3 nó lòi ra được cái chỗ này. Thì ở đây em nhìn ha. Nếu mà mình lấy 2 với 3 cộng nhau thì mình sẽ ra được là R nhỏ bình cộng ZL bình. Trong đó 2 với 3 cộng nhau nó còn có một cái cục là R lớn cộng R nhỏ tất bình, ZL chia ZC tất cả bình. Mình trừ đi thằng 1, thằng 1 thì là có đúng R lớn cộng R nhỏ tất cả bình, ZL chia ZC tất cả bình. Vậy là mình lấy 2 cộng 3 cộng 1, à trừ 1 là ra đúng không em? 2 cộng 3 trừ 1, được không? Hoặc là em có thể làm kiểu khác cũng được, nhưng mà thầy cứ lấy 2 cộng 3 trừ 1 ha. Nó sẽ ra đấy. Ừ. 2 nè. Cộng với 3 nè. Trừ đi 1 nè. Nhìn kỹ nha, bây giờ mình phải thật là bình tĩnh. 2 cộng 3 sẽ ra gì em? R nhỏ bình cộng ZL bình. Được không? Và còn cái cục R lớn cộng R nhỏ tất cả bình trừ đi cái này mất. ZL chia ZC tất cả bình trừ đi cái này mất. Vậy vế trái xong ha. Vế trái xong luôn á. Được chưa? Vế phải nè. 2 cộng 3 trừ 1. Có nghĩa là U bình chia 3,64 cộng U bình chia 1,68 trừ U bình chia 2,65. Tất cả đều có bình phương ha. Đấy, giờ cái biểu thức bên phải này mình làm sao mình xử lý đây? Làm sao mình xử lý cái biểu thức này? Đặt U bình để làm nhân tử chung. Đây là 1 phần 3,64 bình cộng 1 phần 1,68 bình trừ 1 phần 2,65 bình. Đấy. Rồi bấm máy thôi. Thấy có hướng hướng ra ra rồi chưa Gia Ân ơi? Đó, nhìn thầy giải thấy sướng không? Mình sẽ được là 1 chia 3,64 bình trừ 1 chia 1,68 bình trừ 1 chia 2,65 bình. Như có gì sai sai sao ra xấu vậy? 1 chia 3,64 bình cộng, đúng rồi, dấu cộng cộng. Đấy, vậy thì nó sẽ ra là 2,8738 nhân 10 mũ trừ 1. 2,8738 nhân 10 mũ trừ 1. Đúng không em? 8738 có nhân 2,874 á. Ừ, vậy thì bằng là U bình nhân cho 2,8738
38 nhân 10 mũ trừ 1 có nghĩa là R bình cộng ZL trừ ZC, à lộn, ZL bình thôi, bằng là 0,28738 U bình. Được không em? Đấy, rồi chỗ này bưng xuống thôi. Này suy ra, này suy ra IRL bằng U chia cho căn bậc 2 của 0,28738 U bình. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, U với U đơn giản đi là 1 chia căn bậc 2 của 2 phớt à 0,2 8738 bằng là 1,865, đúng không em? 1,865 ampe. 1,865 ampe thì đáp án là câu nào? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, không thể dễ hơn. Không thể dễ hơn, đáp án là câu A. Cũng không khoai lắm mấy đứa ha. Không khoai lắm, anh em mình chơi được. Ngon lắm, cành đào. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào. 28. 28A kinh thế, tao còn chưa làm ra. Đặt điện áp xoay chiều hai đầu như hình vẽ. R lớn bằng R nhỏ. Đồ thị AN và MB như hình. À, rồi. Rồi. Rồi, hôm trước đã dạy 5 phương pháp đọc đồ thị đúng không? Giờ mình thử sử dụng 5 phương pháp đọc đồ thị nha. 5 bước đọc đồ thị chứ. 5 bước đọc đồ thị, một là gì ta? Một là biên. Hai là pha. Ba là thời gian. Bốn là giao nhau. Và năm là đơn vị. À, sáu là bonus là mối quan hệ hai trục đấy. Giờ áp dụng vào bài này ha. Đầu tiên chúng ta thấy biên độ UAN và UMB cùng có biên độ là 60, đúng không? Biên độ là 60, cho nên thầy sẽ có được UAN nè bằng là 60. Góc bao nhiêu đây? AN đâu rồi? Đường nào đường AN ta? Đường này là đường AN nè. Là đi từ vị trí cân bằng theo chiều dương, vậy là góc trừ bi chia 2. Đó. Đấy, còn MB thì sao? UMB. MB đường này, đường dưới. Biên độ cũng là 60. Nhưng mà góc đi là nhiêu? Trừ 60, biên âm. Vậy là chỗ này là cộng bi. Đấy, vậy thì ra được hệ hệ thức như này. Được không? Và nếu vậy thì là AN có gì chậm? AN là RL, MB là RLC. Đó. Vậy thì là chúng ta sẽ có được cái hình như này. Theo giãn đồ vector thì AN trừ bi chia 2 sớm pha hơn MB, một góc là bi chia 2. Được không em? AN sớm pha hơn MB, một góc là bi chia 2 ha. AN nè. MB nè, AN sớm pha hơn MB, một góc là bi chia 2. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình đã có bước đầu tiên là biên, bước thứ hai là pha, bước thứ ba là thời gian. Thời gian để mình coi coi mình nhìn được cái gì từ cái thời gian này, coi có kiếm được cái gì thời gian này không. Có vẻ như là không á. Có vẻ như là không. Ừ, đi từ biên nè tới vị trí này thì là biên hệ t chia 4. Đây qua đây t chia 4 nữa. Ừ, đây qua đây t chia 2, đây qua đây là t. Không có gì đặc biệt với thời gian này bởi vì trong bài này nó không cho số liệu về thời gian ha. Rồi. Đề bài là bước thứ ba là gì nữa? Rồi. Giao nhau, những chỗ giao nhau. À, những cái chỗ giao nhau thì cũng không có gì đặc biệt bởi vì bài này nó không chú trọng cái việc giao nhau. Đây là một bài về giãn đồ vector là chính ha. Rồi xong. Vậy là mình đã phân tích được, vẽ được hai, viết được hai phương trình, xác định được nó lệch pha nhau bi chia 2. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hình ha. Nguyên tắc làm bài môn vật lý là vẽ hình thì cứ vẽ hình thôi. Mạch đầu tiên là mạch AN sẽ có gì chậm? Y là một đường ngang như này. Được chưa? R lớn là một đường ngang như này. R nhỏ là một đường ngang như này. Đề bài nói là bài này, đề bài này nói là R lớn bằng R nhỏ ha em ha.
Cho nên ở đây r lớn với r nhỏ nó sẽ bằng nhau. Rồi an sẽ là r lớn r nhỏ l. L cao bao nhiêu không biết nha, vĩ đại á. Chỉ là vĩ đại thôi. L đây. R lớn đây, r nhỏ đây. Đấy, vậy thì đường nối lại r lớn r nhỏ với zl. Thì đường này gọi là đường zan. Được không em? Zan đại diện cho UAN. Đấy, góc này thì gọi nó là alpha 1. Rồi, tới MB thì sao? MN B là bao gồm r nhỏ LC. Đây, vậy MB sẽ có r nhỏ nè. Có zl nè. Biết rằng MB nó vuông góc với AN mà AN hướng lên vậy thì buộc lòng MB nó phải hướng xuống, cho nên ZC sẽ kéo cái mạch đi xuống như vậy. ZC. Và lúc đó chúng ta có được đường này là đường ZMB. Được không em? Đấy, đây là đường ZMB alpha 2. Được chưa? Alpha 2. Rồi, bây giờ mình sẽ có gì nữa ta? Mình sẽ có được là hai cái góc alpha 1, alpha 2 cộng lại là 90 nè. Mình coi mình có u nào không? Không có u, à có u 6, u AN là 60 nè. 60. Này 60. Này cũng là 60. Code bằng kề chữ huyền nè, code bằng kề chữ huyền nè, là mình sẽ ra được nhiều thứ lắm á. Được không? Để coi đề hỏi gì. Giá trị hệ số công suất code phi dây của đường mạch MN và điện áp huy dụng hai đầu mạch AB bằng. Phi dây của MN hả? Phi dây của MN là cái góc này. Đây. Cái này là phi dây nè. Nó hỏi phi dây này. Đúng không? Mình cần tìm cái phi dây đó. Phi dây thì bằng là cos phi dây bằng kề chữ huyền. Rồi. Kề này thì tính được nè. Huyền này sao tính? Được luôn. Tính sin phi dây xong rồi từ đó tìm cos phi dây cũng được. Rồi, giờ thầy sẽ có ha. Giải nè. Giải nè, đầu tiên là thầy sẽ có cos alpha 1 bằng gì ta? Cos alpha 1. Alpha 1 là góc này sẽ bằng là r lớn cộng r nhỏ chia cho zan, tức là bằng ur lớn cộng ur nhỏ chia cho 60. Được không em? Thầy xét u mà. Ur lớn cộng ur nhỏ chia cho uan là 60. Rồi, cos alpha 2. Cos alpha 2 sẽ bằng gì đây? Bằng là ur nhỏ chia cho 60. Đấy. Mà alpha 1 với alpha 2 thì nó lại là cộng lại là 90, cho nên cos của alpha 1 nó sẽ là sin của alpha 2. Sin của alpha 2. Ở đây nó sẽ là sin của alpha 2 ha. Đấy, vậy thầy sẽ có được sin alpha 2 chia cos alpha 2, nó là tan của alpha 2. Bằng 60, 60 đơn giản. UR lớn cộng UR nhỏ chia UR lớn, UR nhỏ. Nó bằng là 2. Vậy suy ra alpha 2 bằng bao nhiêu? Tính thử. Tan mà bằng 2 thì sẽ suy ra alpha 2 sẽ bằng là sin tan 2 bằng. Sin tan của 2 bằng 63,435 độ. 63,435 độ. Điều này suy ra là alpha 1 sẽ bằng 90 trừ 63,435 bằng là 26,565 độ. Đó. Thầy đã được alpha 1, thầy đã được alpha 2 rồi. Bây giờ thầy cần tìm gì ta? Thầy cần tìm cái phi dây này. Mà biết rằng alpha 1 thầy có, đúng không? Vậy thì thầy sẽ có được là thầy sẽ có được là sin của alpha 1. Sin alpha 1 ha. Sin alpha 1 bằng đối là UL chia cho huyền, sin đối huyền nè, 60.
được không em? 60 này là cực đại cho nên chỗ này là UL 0 ha. Đấy, sin alpha 1. Vậy thì cái chỗ những tất cả những chỗ này đều là UR 0 hết, tại vì đang xét so sánh cực đại mà. Được không? UR 0 hết. Số liệu không có gì thay đổi. Sin alpha 1 sẽ bằng UL 0 chia 60. Mà alpha 1 này nó là 26 phết mấy đó, suy ra UL 0 sẽ bằng, thầy bấm thử nha. Sin của 26 phết 565 đó, nó gần bằng là 1 chia căn 2 thì phải. Sin của 26 phết 565 nhân cho 60 nữa thì ra là 26 phết 8327. 26 phết 8327. Đấy, như vậy là thầy đã có thằng UL 0 rồi đúng không em? Giờ thầy chỉ cần tìm thằng thằng gì? UR nhỏ nữa là xong. Rồi. Mà nãy mình có là cos alpha 2 thì bằng UR 0 chia 60. UR nhỏ cos alpha 2 nè bằng UR nhỏ 0 chia 60. Suy ra được UR nhỏ 0 sẽ bằng cos alpha 2 là 63,453. Đúng không? Cos của 63,453. 435 nhân cho 60 thì nó ra là đẹp thế. Nó ra là 28,8327 luôn. 26,8327. Vậy em thấy điều gì ở đây em? Thằng này là 26,8327, thằng này là 26,8327, là hai cạnh này bằng nhau nè. Được không? Vậy suy ra. Suy ra hai cái này nè. Suy ra là phi dây bằng bi chia 4. Được không em? Bởi vì mình vừa chứng minh được cạnh UR 0 bằng cạnh UR nhỏ 0, UL 0, tức là tam giác này là vuông cân rồi, cho nên cạnh góc này là bi chia 4. Được không? Bi chia 4 thì cos phi dây, suy ra cos phi dây bằng là căn 2 chia 2. Được không em? Căn 2 chia 2, có căn 2 chia 2 không? Đây, đâu nữa? Đấy, đáp án là câu A. Vậy thôi. Khó gì không em? A ha. Rồi còn ý nữa, còn ý gì đây ta? Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB bằng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB. Hai đầu đoạn mạch AB bây giờ mình có UL 0 rồi, UR 0 rồi. Vậy thì cái này cũng chính là UR lớn 0. Đúng không em? Vậy mình chỉ còn một thằng nữa là xong rồi. Thằng nào vậy em? UC là xong đúng không? Sau đó mình tìm được hiệu dụng tầng mặt. Được không em? Vậy thì thầy sẽ có là nhìn hình luôn. Khúc này nè. Khúc này nè. Là mình sẽ có là sin sin bằng đối chi huyền đi ha. Sin alpha 2 bằng là đối. Đối là bằng gì? UC0 trừ UL0 chia cho 60. Được không em? Đối nè, chi huyền nè, được chưa? Vậy suy ra là UC0 bằng, tại vì sin alpha 2 này chính là 63,435 độ. Đấy, UC0 bằng, thầy bấm máy từ từ ha. Sin của 63,435 bằng chỗ này x trừ UL0 sẽ là 26,8327, dưới này sẽ là 60. Đó, rồi để thầy bấm lại coi. Xịp xôn bằng UL0 bằng 80,5 vô. Đấy, vậy thì mình sẽ có U0 toàn mạch bằng căn bậc 2 của UR 0 cộng UR nhỏ 0 tất cả bình cộng cho UC 0 trừ UL 0, hoặc là UL 0 trừ UC 0 cũng được, tất cả bình. Mình sẽ ra được U 0 bằng, từ đó mình U hiệu dụng bằng U 0 chia căn 2. Được không? Chỗ này bấm thì chắc nó ra không đẹp rồi. Làm kiểu này ra không đẹp được. Căn bậc 2 của UR 0 là bao nhiêu? 26,8327.
2 lần 26,8327 bình độ mà cộng UC0 là 80,5 trừ UL0 là UL0 đâu 26,8327 luôn. Rồi tất cả bình. Đấy, em ra được là 75,895. Rồi chia cho căn 2 đáp án nữa. Ra được 53,666. Rồi kiểm tra lại ha, thử bấm 24 căn 5 coi nó có ra 53,66 không. 24 căn 5. 5. Đúng rồi. 53,666 ha. 53,66 hợp lý em ha, vậy đáp án là câu A. Đúng. Ơi, qua câu 29. 29 này thì dễ em ha. 29 này một bài thầy đã giải ở trên lớp off của thầy rồi. À, chỉ nhắc một cái một điều sóng điện từ. Sóng điện từ thì là vector E và vector B nó sẽ vuông pha nhau như này. E, B, V. Ba vector nó vuông pha nhau. Được không? Và nếu mà nói về dao động thì E, B sẽ biến thiên tuần hoàn cùng chu kỳ T tần số S và cùng pha. Đó là sóng điện từ. Được không? Còn nếu như nói về mạch dao động thì thầy chỉ muốn em nhớ một điều, mạch dao động E và B cũng là hai đại lượng tồn tại trong mạch dao động nhưng mà nó biến thiên vuông pha. Đấy. Khác biệt rất lớn ha. Chỗ này là rất nguy hiểm. À, nếu như mình học không kỹ lưỡng mà thật sự là nhiều giáo viên cũng không phân biệt được cái chỗ này. Được không em? EB trong sóng điện từ thì cùng pha, EB trong mạch dao động thì vuông pha. Vậy đọc vô bài này em thấy đây là mạch dao động LC lý tưởng. Vậy thì E của nó, B của nó sẽ vuông pha nhau em ha. Mà khi nó vuông pha chúng ta sẽ có E chia E0 tất cả bình cộng B chia B0 tất cả bình bằng 1. Như vậy E này thì là bằng E0 chia 2, suy ra là B bằng B0 nhân căn 3 chia 2. Đáp án là câu D. Rồi, ổn. Xong các em ha. Như vậy là chúng ta đã xong loạt video livestream đầu tiên về vận dụng cao. À, những cái bài mà thầy biên soạn ra để thầy biên soạn cho giáo án cho cái lớp off cũng như là lớp VIP của thầy ha. Được chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta kết thúc sớm ở đây các em ha. Hẹn gặp lại vào một livestream khác.